các bạn trong video về tài chính ngày hôm nay Easytech class sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách tính lãi suất vay tín chấp. Video này Easytech sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu sẽ là lý thuyết. Easytech sẽ chia sẻ về vay tín chấp là gì và các cái đặc điểm về điều kiện để vay tín chấp ở phần thứ hai của video chúng ta sẽ đi qua một ví dụ thực tế ở trong Excel, EasyTech sẽ giải thích các công thức tính lãi suất vay tiến chấp và chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ thực tế ở trên Excel với cái giả định là chúng ta sẽ vay cái khoản vay 200 triệu, thời gian vay là 36 tháng và lãi suất vay tiến chấp là 15% cho lãi suất vay tiêu dùng và phần thứ ba của video EasyTech sẽ đối chiếu cái kết quả chúng ta đã tính toán ở trong file Excel với cái số liệu thực tế từ cái công thức của ngân hàng Techcombank. Với cái điều kiện đầu vào là như nhau, đó là cùng số tiền vay 200 triệu, thời gian vay là 36 tháng và lãi suất vay là 15%, chúng ta giả định là ngày giải ngân sẽ là ngày đầu tiên của tháng sau, tức là ngày 1 tháng 8 và sẽ cùng cho sánh cái bảng lịch trình trả nợ ở trên cái công thức của ngân hàng Techcombank với cái file Excel mà chúng ta đã tính toán ở phần 2. Thì ở cái phần đầu tiên Easytech sẽ giới thiệu cùng các bạn về vay tín chấp. Thì vay tín chấp chính là hình thức vay trả góp không cần thế chấp tài sản với cái lãi suất trung bình tương đối cao, thông thường trung bình khoảng 15%, tức là gần gấp đôi cái lãi suất của việc vay thế chấp. Trong trường hợp các bạn có tài sản để cầm cố ở ngân hàng, ví dụ như có thể là nhà hoặc là số tiết kiệm. Vay tín chấp hay còn gọi là vay tiêu dùng bởi vì cái khoản vay thường phục vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân, ví dụ như các bạn vay để mua xe, để cưới hỏi, để đi du lịch nước ngoài hoặc là để mua một cái vật dụng nào đó, ví dụ như là máy tính hoặc là điện thoại. Thường là cái hồ sơ để xác nhận cái việc vay tín chấp rất là đơn giản. Thông thường thì các bạn chỉ cần cung cấp cho ngân hàng cái bảng lương và sau khi mà xét duyệt thì ngân hàng có thể hỗ trợ các bạn vay một cái khoản lên đến, đến tối đa là 10 lần cái mức lương của các bạn. Và nhiều ngân hàng họ sẽ áp dụng cái mức là sẽ không cho vay quá 500 triệu với khoản vay tín chấp. Thủ tục phê duyệt thì nhanh chóng và thông thường nhiều ngân hàng họ sẽ phê duyệt khoản vay thường dưới một ngày. Trong vòng một ngày là các bạn sẽ có kết quả. Vì vay tín chấp là một hình thức vay tiêu dùng trả góp nên các bạn sẽ cần phải lưu ý cái lịch trình trả nợ thì bên dưới là các cái đặc điểm các bạn cần lưu ý khi các bạn tính toán cái lịch trình trả nợ cho việc vay tín chấp. Thì hiện tại các ngân hàng đã áp dụng hai hình thức trả nợ. Một là trên dư nợ giảm dần hoặc là dư nợ cố định. Với trường hợp dư nợ giảm dần thì hàng tháng các bạn sẽ trả một khoản tiền gốc bằng nhau và cái khoản tiền lãi sẽ giảm dần dựa trên cái số dư nợ còn lại. Hình thức trả nợ thứ hai là dư nợ cố định, có nghĩa là hàng tháng các bạn sẽ trả một cái khoản tổng tiền gốc và tiền lãi bằng nhau từ thời điểm vay cho tới khi thời điểm thanh toán toàn bộ khoản vay với ngân hàng. Thì ở cái ví dụ của phần thứ hai của video và so sánh với công thức tính của ngân hàng Techcombank ở phần thứ ba thì Easytech đều áp dụng cho trường hợp là dư nợ giảm dần. Có nghĩa là hàng tháng các bạn sẽ trả một khoản tiền gốc bằng nhau và cái khoản tiền nợ sẽ giảm dần dựa trên cái số dư nợ còn lại với ngân hàng và cái lãi suất trong ví dụ mà Easytech đưa ra thì sẽ được tính dựa trên dư nợ giảm dần. Nếu mà các bạn không thanh toán đúng hạn thì các bạn sẽ bị phạt trên cái khoản quá hạn và thông thường cái lãi suất phạt cho cái khoản quá hạn thường rất là cao khoảng tầm 27% một năm. Nó sẽ ngang với cái mức phạt khi mà các bạn quá hạn thanh toán thẻ tín dụng. Thì cái khoản vay thông thường ở ngân hàng hiện nay từ 6 tháng cho đến 60 tháng. Và nếu như các bạn muốn thanh toán sớm cái khoản vay này, ví dụ như các bạn vay một khoản tiền và sau đó tự nhiên các bạn có được một cái khoản tiền lớn, ví dụ như các bạn được thưởng kinh doanh hoặc các bạn có một cái khoản tiền nào đó và các bạn muốn thanh toán sớm cái khoản vay tín chấp của mình thì ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ việc đó tuy nhiên là các bạn sẽ bị phạt trong trường hợp mà các bạn muốn thanh toán sớm. Ở cái phần 2 của video thì chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ thực tế ở trên Excel và Easytech sẽ giải thích cái công thức để tính lãi suất vay tín chấp. Chúng ta cũng sẽ lập một cái bảng lịch trình trả nợ cho cái khoản vay mà chúng ta vay trong vòng 36 tháng tương ứng với 3 năm. Thì ở đây giả sử các bạn cần vay một khoản tiền là 200 triệu với thời gian vay là 36 tháng, cái lãi suất Easytech đang tham khảo trung bình các ngân hàng Việt Nam cho việc vay tín chấp là 15%. Chúng ta sẽ áp dụng công thức này cho trường hợp dư nợ giảm dần như phần lý thuyết ban đầu Easytech đã chia sẻ. Thì với trường hợp dư nợ giảm dần, hàng tháng chúng ta sẽ trả một khoản tiền gốc bằng nhau từ lúc bắt đầu vay cho đến khi thanh toán hết khoản tiền với ngân hàng và tiền lãi thì chúng ta sẽ được tính dựa trên cái số dư nợ giảm dần. Tiền lãi hàng tháng thì sẽ được tính bằng công thức là bằng tổng cái tiền các bạn còn nợ của ngân hàng hay còn gọi là dư nợ nhân với lãi suất tháng và cái lãi suất của chúng ta sẽ là cố định, có nghĩa là cái lãi suất 15% này sẽ được áp dụng cố định từ cái lúc các bạn bắt đầu vay cho tới khi các bạn thanh toán hết khoản nợ. Thì với trường hợp dư nợ giảm dần này chúng ta sẽ lập một cái bảng lịch trình trả nợ trong vòng 3 năm. Cái thông số đầu tiên các bạn sẽ tính đấy là tiền gốc. Tiền gốc thì các bạn sẽ được tính bằng cái khoản vay của các bạn là 200 triệu mà chia cho thời gian vay là 36 tháng thì các bạn sẽ ra được là 5 triệu rưỡi vì với hình thức dư nợ giảm dần chúng ta sẽ thanh toán các khoản tiền gốc mỗi tháng bằng nhau nên các bạn sẽ thấy ở trong các bảng lịch trình trả nợ của chúng ta số tiền gốc từ tháng 1 cho tới tháng thứ 36 kết thúc của năm thứ ba đều bằng nhau và đều bằng cái khoản tiền 5 triệu rưỡi chúng ta đã tính ở trên này cái lãi suất tháng thì chúng ta sẽ được tính bằng cái lãi suất năm là 15% mà chia cho số tháng là 12 thì các bạn sẽ ra được lãi suất mỗi tháng của cái việc vay tín chấp theo hình thức dư nợ giảm dần là 1,25%. EasyTech cũng có một cái cột tổng tiền lãi để tính toán với các bạn sau 3 năm trên cái khoản vay 200 triệu ban đầu thì tổng số lãi các bạn phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu thì cái cột lãi này sẽ được tính bằng cái con số tổng ở cái bảng lịch trình trả nợ của chúng ta. Vì chúng ta sẽ vay trong vòng 36 tháng tương ứng với 3 năm nên chúng ta sẽ chia làm 36 kỳ từ kỳ số 1 cho đến kỳ thứ 36 và chúng ta sẽ có một cái kỳ là kỳ 0 chính là đánh mốc cái thời điểm mà chúng ta vay tiền của ngân hàng. Thì ở cái kỳ không này, tổng tiền chúng ta còn nợ của ngân hàng chính là 200 triệu bởi vì đây là cái khoản tiền chúng ta đã vay và ở kỳ thứ một tương ứng với cuối của cái tháng đầu tiên thì cái tiền gốc mà chúng ta phải trả chính là bằng cái số tiền chúng ta tính toán ở trên này chính là 5 triệu rưỡi. Cái tiền lãi phải trả thì chính là bằng cái dư nợ trong trường hợp chúng ta là tròn 200 triệu mà nhân với lại cái lãi suất tháng vì chúng ta sẽ trả lãi hàng tháng nên là cái lãi suất của chúng ta sẽ tính là lãi suất tháng các bạn lấy 200 triệu mà nhân với 1,25% thì ra được con số là 2 triệu rưỡi. Cái tổng tiền mà chúng ta phải trả cho ngân hàng mỗi tháng chính là bằng tiền gốc cộng với tiền lãi. Thì chúng ta lấy hai ô gốc và lãi cộng với nhau để ra được con số là 8 triệu. Và tổng tiền còn nợ thì sẽ bằng cái con số ban đầu là 200 triệu trừ đi cái số tiền gốc chúng ta đã trả được của cái tháng đầu thì các bạn sẽ tính là 200 triệu trừ đến 5 triệu rưỡi ra được con số là 194 triệu. Tương tự như vậy các bạn kéo cái công thức này từ kỳ số 1 tương ứng với tháng đầu chúng ta vay đến cái kỳ thứ 36 ở cuối năm thứ ba thì các bạn sẽ có cái bảng lịch trình trả nợ. Bây giờ EasyTech sẽ xóa hết các cái thông số đi và sẽ kéo từ kỳ số 1 đến kỳ 36 để các bạn tiện theo dõi. Các bạn có thể kéo hoặc các bạn có thể click đúp chuột thì các bạn thấy cái công thức của chúng ta nó đã chạy từ kỳ số 1 cho đến kỳ thứ 36 và ở cái kỳ thứ 36 cái tổng tiền nợ sẽ về không chúng ta đã thanh toán xong các khoản nợ với ngân hàng và cái cột tiền gốc phải trả thì nó sẽ bằng nhau từ kỳ số 1 cho đến kỳ thứ 36 và đều là 5 triệu rưỡi cái tiền lãi phải trả các bạn thấy nó sẽ giảm dần đều và đến kỳ thứ 36 thì chỉ còn là 69.444 đồng cái tổng tiền trả mỗi tháng nó cũng giảm dần đều bởi vì cái tiền lãi của chúng ta nó giảm nên cái tổng tiền phải trả của chúng ta nó cũng giảm dần và đến kỳ thứ 36 thì gần như là chỉ ngang bằng cái khoản tiền gốc thôi và EasyTech cũng lập một cái ô tính cái tổng tiền lãi cho mỗi năm thì cái ô này sẽ được tính bằng tổng của 12 tháng tiền lãi trong một năm thì các bạn thấy ở năm đầu tiên tổng tiền lãi các bạn phải trả cho cái khoản vay ban đầu 200 triệu với hình thức vay tín chấp lãi suất 15% một năm các bạn phải trả 25,4 triệu cho năm đầu tiên sang năm thứ hai thì cái tổng tiền lãi giảm xuống còn 15,4 triệu và đến năm cuối cùng năm thứ ba thì giảm xuống còn 5,4 triệu và tổng toàn bộ cái số tiền lãi các bạn phải trả sau 3 năm là 46 triệu 250 ngàn đồng trên cái khoản vay ban đầu là 200 triệu với lãi suất vay tiêu dùng 15% thì cái tổng tiền lãi chiếm 1 phần tư cái số tiền gốc các bạn vay ban đầu ở ngân hàng thì đó là cái giải thích về cái cách tính lãi suất vay tín chấp và cái ví dụ thực tế khi mà chúng ta xây dựng cái bảng lịch trình trả nợ ở trong file Excel. bây giờ Easytech và các bạn sẽ cùng so sánh cái bảng lịch trình trả nợ của chúng ta với cái công thức ở trên ngân hàng Techcombank để cùng so sánh kết quả. Thì đây chính là cái công thức để tính lịch trình trả nợ với dư nợ giảm dần từ ngân hàng Techcombank. Easytech cũng sẽ đưa cái đường link tới cái công thức này vào cái phần mô tả của video để các bạn tiện theo dõi. Thì cái công thức này ở cái phần nhập thông tin, các bạn sẽ nhập thông tin trùng khớp với lại cái kết quả trên file Excel của chúng ta. Đó là cái khoản vay là 200 triệu. Thời gian vay là 36 tháng. Lãi suất vay là 15% một năm. Các bạn có thể chọn ngày giải ngân bất kỳ, EasyTech sẽ chọn là ngày đầu tiên của tháng sau, là ngày mùng 1 tháng 8 để các bạn tiện theo dõi. Sau đó các bạn ấn nút tính thì hệ thống sẽ thực hiện tính toán và sẽ đưa ra cho các bạn một cái bảng có 37 kỳ bao gồm kỳ đầu tiên là kỳ 0 và 36 kỳ tương ứng với 3 năm của khoản vay. Thì các bạn sẽ thấy cái thông số mà ngân hàng đưa ra nó cũng trùng khớp với lại cái công thức tính toán ở trong file Excel của EasyTech. Đó là cái tiền gốc của kỳ thứ 1 và kỳ thứ 36 đều giống nhau và đều là 5,5 triệu cái số tiền lãi thì sẽ giảm dần đều của cái kỳ đầu tiên là 2,5 triệu, các bạn thấy ở đây là 2,5 triệu. Kỳ thứ hai sẽ là 2.430.556 đồng, các bạn thấy ở đây là 2.430.556 đồng. Kỳ thứ ba tiền lãi sẽ là 2.361.111 đồng, nó cũng trùng khớp với con số là 2.361.111 đồng với Excel. Tương tự như vậy, đến cái kỳ cuối cùng là tháng thứ 36 của cái năm cuối thì cái tiền lãi chúng ta chỉ còn lại là 69.444 đồng thì các bạn thấy ở đây chúng ta cũng tính được là tiền lãi còn lại là 69.444 đồng và cái tổng tiền lãi mà các bạn phải thanh toán sau 3 năm vay với cái lãi suất 15% một năm đó chính là 46 triệu 250 ngàn đồng nó cũng trùng khớp với kết quả chúng ta tính toán được ở đây là 46 triệu 250 ngàn đồng như vậy thì cái kết quả tính toán ở trên cái file Excel của EasyTech và ở trên công thức của ngân hàng Techcombank đã đã trùng khớp nhau tương tự như vậy các bạn có thể tham khảo thêm cái công thức của các ngân hàng khác như ngân hàng Á Châu và ngân hàng Vpbank chẳng hạn. Thì ở trong cái video ngày hôm nay, EasyTech Class đã chia sẻ cùng các bạn về hình thức vay tín chấp chúng ta cũng đã sử dụng Excel để giải thích cái công thức tính lãi vay tín chấp và cùng nhau xây dựng một cái bảng lịch trình trả nợ cho cái khoản vay 200 triệu trong vòng 36 tháng với lãi suất 15% một năm hay là 1,25% một tháng và chúng ta ra được cái bảng lịch trình trả nợ trong vòng 3 năm. Chúng ta cũng đối chiếu cái bảng lịch trình trả nợ chúng ta đã xây dựng ở trên Excel với cái công thức tính lịch trình trả nợ trên số dư nợ giảm dần của ngân hàng Techcombank và thấy các kết quả trùng khớp với nhau. EasyTech hy vọng qua video các bạn sẽ có cái hình dung rõ hơn về hình thức vay tín chấp cũng như là có cách tính toán cái công thức lãi suất và cái lịch trình trả nợ một cách phù hợp. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe đăng ký để ủng hộ Easytech class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.